Vâng, và xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp địa hình Merida, cấu hình rất là tốt trong tầm giá. Và chiếc xe này có khung được làm bằng tay handmade tại nhà máy chính hãng của Merida tại Đài Loan và được thiết kế tại châu Âu. Và cấu hình chi tiết của chiếc xe như nào thì bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá ngay bây giờ. Và như các bác đang nhìn thấy trong khung hình đây là chiếc xe đạp Merida dòng địa hình, mang cái model là TFS100, Merida TFS100. Mát TFS100. Chiếc xe đạp thì có cấu hình cấu tạo khung nhôm toàn bộ. Về phần sơn của chiếc xe thì em đánh giá là mới tầm khoảng 80 cho đến 90%, không có độ xước nhiều. Khung nhôm toàn bộ. Về phần trang bị của chiếc xe thì đằng trước của chúng ta là có một bộ đùi đĩa Shimano 3 tầng. Và một cái gạt đĩa cũng Shimano luôn ạ. Đằng sau của chúng ta thì có một cái líp thả 8 tầng hiệu Shimano. Và bộ chuyển động là Shimano Anivio. Cái Shimano Anivio này thì nó cao cấp hơn Tourlay. Như con này là Tourlay này. Cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn Antut, cao cấp hơn Acera. Alivio là cao cấp thứ tư từ dưới lên. Xe của chúng ta, cái chiếc xe này thì được trang bị là bánh 26 inch, lốp Maxxis quả nhỏ. Quả này là ta lông nhẵn để cho đi đường trong phố và lực cản rất là ít. Đây, như các bác có thể thấy là quả của chúng ta là quả lốp là 26 x 150, lốp Maxxis. Lốp Maxxis quả nhẵn để đi trong phố. Xe của chúng ta được trang bị đũa inox vành 26 hai lớp. Vành 26 hai lớp của hãng Arec Rim. Rất là cứng cáp. Khóa yên, cọc yên và yên đều của Merida, nguyên bản theo xe. Và cái size của chiếc xe này là size 16 inch, tương đương với 41 cm. Size này thì sẽ phù hợp cho những người cao từ 1m62, 1m60 cho đến 1m75 là đi phù hợp với chiếc xe này. Ở bên dưới gầm chiếc xe đây thì em cũng đã nhìn qua là có một cái tem có dòng chữ là thiết kế tại châu Âu và handmade in Taiwan, tức là làm bằng tay tại Đài Loan, một cái trung tâm sản xuất xe đạp lớn nhất của thế giới bây giờ. Và cái khung này được làm bằng tay và thiết kế tại châu Âu. Ngoài ra các bác có thể thấy mã vạch chính hãng của xe ở dưới gầm. Chiếc xe thì được trang bị sóc, giảm sóc, có khóa hành trình của hãng SR Santur. Và đằng trước thì cũng trang bị một cặp bánh giống đằng sau, lốp Maxxis 26 x 150, vành hai lớp Arec Rim và đũa inox. Lên tay cầm của chúng ta, trên tay cầm thì chúng ta có một dạng ghi đông gần như dạng bằng, có hơi đường cong lên để tạo điểm nhấn và giảm chấn cho ghi đông. Về phần phanh của chúng ta là phanh dầu hiệu Techo Draco. Phanh dầu Techo Draco. Và trang bị cùng với đó, cạnh đó, đó là hai cái bên tay chuyển số, một bên 8 líp cho đằng sau và một bên 3 đĩa cho đằng trước của hãng Shimano là một hãng sản xuất bộ chuyển động xe đạp của Nhật rất phổ biến, được trang bị rất là nhiều cho rất nhiều cái chiếc xe đạp hiện tại bây giờ. Trên tay cầm của chúng ta thì có một cái tay lắm cũng của Merida, nhưng mà cái tay này thì các bác có thể thay tùy ý. Đấy.
phía bên này của chiếc xe. Phía bên này của chiếc xe thì em thấy là nước sơn cũng không có chỗ nào gọi là xước lớn cả, rất là đẹp, hầu như không có vết xước nào lớn. Đây có một số tem hiển thị một số thông số. Đây là dòng MTB, phanh dầu, phanh đĩa dầu Techo. Đây là tổng thành của chiếc xe. Vâng, và em đã đánh giá xong cái cấu tạo chi tiết chiếc xe đạp địa hình Merida 100TFS. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì hãy liên hệ với em qua số điện, qua số Zalo 0975 709 943, và em là Kiên. Thì, ngoài ra em còn rất là nhiều chiếc xe đạp khác. Nếu các bác quan tâm thì ở trên Facebook các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp, ấn đăng ký kênh và ấn chiếc chuông bên cạnh để các bác xem được những nhiều mẫu xe đạp mới. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, các cái đồng hồ rất là độc đáo, thì các bác có thể tìm Kiên Đồ Cũ ở trên Facebook và YouTube để xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.